Chủ đề của chúng ta hôm nay đó là mũi tên bắn trúng hồng tâm. Khi nghe cái chủ đề này thì anh chị em liên tưởng đến điều gì? Anh chị em nghĩ là mục sư sẽ giảng gì hôm nay? Mũi tên bắn trúng hồng tâm. Không biết à? Không biết không sao, nghe rồi sẽ biết. Mũi tên bắn trúng hồng tâm. Một vài anh chị em đang thắc mắc đó là gì vậy, thì mục sư nói ngay luôn, đó chính là đức tin. Mọi người sẽ thắc mắc đức tin như thế nào, đức tin là đức tin như thế nào, có phải đức tin theo cách của những con người mà chúng ta thấy TV đã đưa tin rất là nhiều ở trong suốt mùa Tết vừa qua hay không? Chúng ta thấy rằng có rất là nhiều hoạt động lễ hội, có rất là nhiều hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng. Và rõ ràng là người ta có một cái loại đức tin. Người ta có thể đứng trước một cái cọng tóc mà họ không biết chắc cái cọng tóc đó xuất xứ nó từ đâu, chỉ nghe ai đó nói là cọng tóc đó rất là linh thiêng và gọi đó là xá lợi tóc. Với một cái loại đức tin là như thế này, tôi chỉ cần một lần được chiêm bái xá lợi tóc thôi thì cuộc đời của tôi sẽ được bình an, sẽ được vui vẻ, cuộc đời của tôi sẽ được phước, tôi sẽ ăn nên làm ra, gia đình đề huề, vân vân. Những cái loại đức tin tương tự như vậy. Rồi các phóng viên đưa tin trên truyền hình tôi xem, ở những cái nơi lễ hội lớn thì rất là nhiều người đổ về, ít nhất cũng là hàng ngàn người, có những nơi hàng chục ngàn người và thậm chí hơn thế nữa. Một số năm về trước thì có những tin tức là thậm chí người ta dẫm đạp nhau mà chết. Năm nay tôi không biết có dẫm đạp nhau chết không, tôi không nghe. Nhưng có rất là nhiều cái hoạt động lừa đảo, trong đó có rất là nhiều người lợi dụng những cái loại đức tin, những cái loại niềm tin sai lầm này để họ trục lợi. Tôi nghe vợ tôi nói thế này, ở tại Châu Đốc á, thì có cái tình trạng là cho thuê heo quay. Anh chị có nghe nói điều đó chưa? Có nghe cho thuê cái của lễ đó, cho thuê quá nhiều. Quá nhiều hả? Anh Thanh rằng cái này lắm hả? Có đi chưa? Có đi. Rồi có bao giờ thuê chưa anh Thanh? Không. Nhiều người thì mua, nhưng mà có những người có lẽ vì lý do tài chánh, thiếu tiền hay là như thế nào đó, cuối cùng thì nó nảy sinh ra những cái dịch vụ là cho thuê heo quay, rồi thuê những cái của lễ này nọ. Người ta đi thuê, người ta để trước mấy cái bức tượng gì đó, rồi người ta vái, người ta lạy đó, xong rồi khi người ta đem lại người ta trả. Đó, như vậy là mấy thần tượng đó là trớ quớt, là không có được cái gì hết, coi như là chỉ thuê thôi mà cuối cùng đem đi. Rồi một cái lễ vật đó mà cứ đem tới đem lui, mình thấy nó là cái kiểu buông thần bán thánh. Mà mình thấy thật sự tôi suy nghĩ và tôi cảm thấy buồn cho dân tộc của chúng ta, bởi vì dân tộc của chúng ta có một cái loại đức tin rất là sai lầm, và để cho bị lợi dụng, cuối cùng thì những cái kẻ xấu nó trục lợi và tiền bạc cứ tuôn vào trong túi của ai đó, trong khi nhiều người cứ phải móc tiền ra. Nhưng cái quan trọng là gì? Cuối cùng khi họ trở về nhà của họ, họ trở về với cuộc sống riêng tư của họ sau những ngày lễ hội đó, họ nhận được gì? Anh chị em nghĩ rằng những cuộc đời đó có được phước hạnh không? Họ có được bình an không? Họ có được sức khỏe không? Họ có được vui mừng, gia đình họ có hạnh phúc không? Có phải là nhờ cái cách làm như vậy, cái cách thể hiện đức tin như vậy mà họ kinh nghiệm được những điều tốt đẹp trong cuộc đời họ không? Hay là tiền mất tật mang? Hay là cuối cùng u như kỹ, y như cũ, mà vẫn là y như cũ thôi. Cuối cùng cuộc đời của họ vẫn đầy dẫy những gánh nặng, và xã hội vẫn đầy dẫy những tệ nạn, đầy dẫy những điều tồi tệ. Tôi biết có những người sau cái kỳ lễ hội đó,
họ phải chết, có những người sau cái kỳ lễ hội đó thì họ bị thương tật vì tai nạn, có những người sau cái kỳ lễ hội đó thì họ bệnh tật nan y và rất khốn khổ, có những người sau kỳ lễ hội đó thậm chí ngay trong ngày hôm đó họ trở về nhà và gia đình xung đột và đầy dẫy những khổ đau. Thật ra đó cũng là loại đức tin của họ, họ tin và thậm chí người ta đổ rất là nhiều tiền vào. Có những cái nơi thờ tự mà người ta đến và người ta tự nguyện, người ta bỏ ra rất nhiều tiền, người ta đổ tiền vào và người ta có một cái đức tin rằng nhờ họ làm như vậy mà họ có thể kinh nghiệm được cái sự ban phước nào đó để rồi gia đình họ tốt, rồi công ăn việc làm ở trong năm nay sẽ khởi sắc vân vân và vân vân. Nhưng mà cuối cùng đầy dẫy những sự thất vọng. Có những lúc tôi ngồi tôi suy nghĩ thế này, giá như những người đó họ có thể suy nghĩ một cách thực tế một chút, họ suy nghĩ về nước Mỹ, họ suy nghĩ về những đất nước châu Âu là những nơi mà người ta không có những cái hoạt động như vậy, là những nơi mà có nhiều người tin Chúa ở đó và họ có một sự so sánh. Giá như họ có thể làm như vậy và suy nghĩ một cách nghiêm túc thì tôi nghĩ chắc cũng sẽ có những sự thay đổi tích cực, bởi vì tại những cái đất nước đó người ta không làm những cái hoạt động như thế, nhưng mà cái kinh tế người ta, tài chính người ta phát triển và luôn luôn là hàng đầu thế giới, đúng không anh chị? Rõ ràng như vậy. Tôi ước gì Chúa dùng lời của Ngài, Chúa dùng ánh sáng của Ngài để soi vào trong những chỗ tối tăm, để người ta thấy được rằng người ta có những cái đức tin sai lầm. Và những đức tin đó không những không đem người ta đến hạnh phúc gì cả, nhưng mà chỉ đem đến những sự khổ đau. Ngay tại chỗ này, tôi và anh chị em cần phải cầu nguyện cho dân tộc của mình. Tôi chưa nói gì đến anh chị em đâu, tôi đang nói đến dân tộc của mình. Và ngay tại chỗ này, chúng ta cần phải có lòng cương mang. Hãy cầu nguyện để một ngày kia dân tộc của chúng ta sẽ có một đức tin đúng đắn. Một đức tin đúng đắn đạt đúng chỗ, đúng đối tượng. Để rồi dân tộc chúng ta sẽ kinh nghiệm được cuộc đời tự do, kinh nghiệm được cuộc đời thật sự phước hạnh. Và sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu như một ngày nào đó dân tộc Việt Nam của chúng ta trở thành một dân tộc thờ phượng Đức Chúa Trời. Amen con chị em. Một dân tộc đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời hàng sống và được phước của Chúa. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Ok, đó là một loại đức tin sai lầm. Nó không phải là loại đức tin tôi nói lúc đầu. Hồi nãy tôi nói là gì? Mũi tên bắn trúng hồng tâm ở đây chính là đức tin. Vậy thì cái loại đức tin đầu tiên mà tôi nêu ra bị loại bỏ không phải là điều tôi muốn nói ở đây. Bây giờ một cái loại đức tin thứ hai, đó là đức tin của những con người thậm chí họ nói lạy Chúa rất là nhiều. Họ cũng trân dẫn lời của Chúa và thậm chí có những người giảng lời của Chúa. Họ cũng nhân danh Chúa Giêsu Christ, chứ không phải là họ không nhân danh Chúa Giêsu Christ. Và giống như cô ở dưới hồi nãy có nói đọc Kinh Thánh rất là nhiều, thậm chí một năm đọc qua 3 lần bộ Kinh Thánh, nhưng mà cuối cùng không hiểu gì cả. Cảm ơn Chúa vì Chúa dùng người chị em của chúng ta đến đây để nói một cách rất chân thành cái kinh nghiệm của mình, để từ đó mà có cơ hội được Chúa chỉ cho thấy mình đã có cái lỗ hổng ở chỗ nào, mình sai ở chỗ nào, mình chưa hợp lý ở chỗ nào, để mà hôm nay mình điều chỉnh lại để những ngày sắp tới đời sống mình được phước hơn. Cảm ơn Chúa. Đây thật sự là một cơ hội của cô. Cảm ơn Chúa vì Ngài cho cô có cơ hội đến đây. Và cảm ơn Chúa vì cô đã rất chân thành kể lại câu chuyện của mình để cho tất cả mọi người cùng nhau rút kinh nghiệm. Anh chị em thấy đó, ngay trong Cơ Đốc giới của chúng ta có một cái loại đức tin mà nó không hề là mũi tên bắn trúng hồng tâm. Cái loại đức tin đó đã được mô tả một vài lần trong Kinh Thánh. Có một con đường tưởng chừng như chính đáng cho loài người, nhưng cuối cùng của nó là nẻo của sự chết. Tôi không biết khi anh chị em đọc câu đó thì anh chị em nghĩ đến điều gì, nhưng mỗi lần đọc câu đó thì tôi chỉ nghĩ đến một đối tượng duy nhất, một điều duy nhất thôi, đó là con đường của tôn giáo. Có phải con
đường của tôn giáo tưởng chừng như chính đáng cho loài người không? Phải không? Tưởng chừng như chính đáng cho loài người. Rất là nhiều người tự hào về tôn giáo của mình. Và đặc biệt những người gọi là cơ đốc nhân, những người nói rằng mình ở trong cơ đốc giáo, ở trong hội thánh tin lành, họ nói rằng họ rất tự hào, họ rất tự hào về cái niềm tin của mình, rất tự hào về cái gọi là tôn giáo của mình. Có những người họ rất thoải mái thì họ nói rằng đây là tôn giáo của tôi, còn tôi thì từ lâu lắm rồi tôi không bao giờ nói rằng tôi có một tôn giáo, tôi không bao giờ nói rằng tôi là một người của tôn giáo, tôi không bao giờ nói như vậy. Tôi chỉ nói là tôi là một người có đức tin nơi Đức Chúa Trời, và tôi không bao giờ muốn thực hiện bất cứ một tinh thần nào của tôn giáo, kể cả cái gọi là tôn giáo tin lành. Có một con đường tưởng chừng như chính đáng cho loài người, nhưng cuối cùng của nó là nẻo của sự chết. Để tôi nói cho anh chị nghe những cái ví dụ rất là cụ thể. Ở trong chức vụ thì tôi có cơ hội để giúp đỡ rất là nhiều người, đặc biệt là nhiều tín hữu ở nhiều nơi, hầu như trong các hội thánh thuộc các hệ phái khác nhau, từ nhà thờ cho đến tư gia. Và có những lần thật sự mà nói, mình cảm thấy rất là buồn luôn. Bởi vì có những tín hữu thuộc các hội thánh đó, họ đến, họ nhờ mình giúp đỡ, mình hướng dẫn họ trong lời của Chúa, và họ bắt đầu kinh nghiệm được quyền năng của Chúa. Thậm chí có những người được chữa lành bệnh ung thư, có những người được chữa lành những sự đau nhất ở trong xương khớp, có những người được chữa lành cột sống, có những người được chữa lành mắt, có những người được chữa lành về vấn đề câm điếc và nhiều thứ khác nữa. Nhưng rồi họ đã đối diện với điều này, họ đi về cái nơi của họ, cái chỗ nhóm lại địa phương của họ, và họ làm chứng lại về điều đó. Hoặc họ kể cho ai đó, đặc biệt là những người lãnh đạo, nghe về điều đó. Họ cứ nghĩ rằng họ sẽ được ủng hộ, họ cứ nghĩ rằng họ sẽ được tán thưởng, họ sẽ nghĩ rằng họ sẽ được khích lệ để tiếp tục bước đi trong cái quỹ đạo đức tin tốt lành đó. Nhưng cái ngọn lửa nhiệt thành của họ đã bị dập tắt hoàn toàn. Bởi vì những người kia nói rằng đây không phải là điều đến từ Đức Chúa Trời, mà đó là đến từ ma quỷ, từ Satan. Và ngọn lửa nhanh chóng bị dập tắt. Tôi còn nhớ một cái chuyện thật là dở khóc dở cười ở tại Tam Kỳ, Quảng Nam. Một lần nọ tôi được mời vào trong bệnh viện Tam Kỳ để giúp đỡ cho một thanh niên. Người thanh niên này là một người rất là ăn chơi quậy phá, bị tai nạn giao thông do đua xe và nhập viện Tam Kỳ, và chân bị gãy thành hai ba khúc. Gia đình rất là bi đát, gia đình đã nghèo rồi, mà ông bố tối ngày nhậu nhẹt say xỉn, hút thuốc lá giống như chí phèo vậy đó. Người mẹ thì đau khổ, cứ phải khóc suốt ngày, khóc vì chồng, khóc vì con. Khi tôi tiếp cận với người thanh niên này, tôi công bố lời của Chúa theo cái hướng để cho người này thấy rằng mình đang sống một cuộc đời tội lỗi và mình cần phải hạ mình ăn năn trước mặt Chúa. Và rồi khi em ấy đã nghe lời Chúa đủ để có cơ sở của đức tin, thì tôi mới hỏi: em có đủ đức tin rằng khi tôi đặt tay trên em và công bố sự chữa lành, thì em có thể đứng dậy đi thậm chí ngay lập tức không? Người thanh niên này đã nói rằng: dạ thưa mục sư, em tin. Và tôi đặt tay ở trên em, tôi công bố sự chữa lành trong danh Chúa Jesus Christ, và tôi nói trong danh Chúa Jesus Christ, hãy đứng dậy và bước đi. Ở trong sự chứng kiến của tất cả những người trong phòng đó, trong đó có một số tín hữu đi theo, thì người thanh niên này đứng dậy bước đi, và thậm chí tôi dắt đi ra ngoài hành lang, đi qua đi lại, đi ngang qua phòng bác sĩ trực. Lát sau thì chúng tôi bị la vì cái tiếng ồn ào huyên náo ấy, vì cái sự kiện xảy ra ấy. Hai ngày sau,
khi mà các bác sĩ đã xét nghiệm kiểm tra kỹ lưỡng, họ thấy rằng người thanh niên này được chữa lành, họ cho xuất viện. Khi sự kiện đó xảy ra thì người cha giống như chiếc phèo đó dường như thức tỉnh và ăn năn với Chúa và đã quyết định từ bỏ rượu bia thuốc lá, và từ ngày đó trở đi ông ta không còn nhậu nhẹt, không còn hút một điếu thuốc nào nữa. Tôi còn nhớ như in trong một buổi nhóm của một cái gọi là hội nhóm ở tại địa phương nơi gần chúng tôi đang ở đó, tôi đến và tham dự buổi nhóm vì tôi không có một tinh thần kỳ thị hệ phái gì cả. Tôi đến vì tôi nghĩ rằng đây là nơi anh chị em của mình thờ phượng Chúa thì mình cũng sẽ đến để thờ phượng Chúa, hòa lòng với anh chị em. Ở trong buổi nhóm đó, cái người cha mà có đứa con được chữa lành đó và được giải phóng khỏi rượu bia thuốc lá đó rất là vui mừng và xin phép được đứng lên để làm chứng về công việc mà Chúa đã làm cho con của mình, cho gia đình của mình. Cái người cha đó vừa đứng lên và nói về công việc mà Chúa làm như thế qua sự giúp đỡ của tôi, thì lập tức vị mục sư quản nhiệm có mặt ở đó rất là nổi giận và đập bàn cái ngồi xuống. Ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Chính xác ông ta đã nói, tôi trích dẫn nguyên văn. Ông ta rất giận dữ và người cha hớt hở hãy ngồi xuống, không dám nói gì thêm nữa. Và ông ta không có cơ hội để nói gì thêm. Mà lúc đó tôi cảm thấy mình không biết mình phải như thế nào nữa, cảm thấy thật là ngột ngạt. Đứng dậy đi về thì cũng không được. Ngồi đó thì cảm thấy thật là ngột ngạt và thú thật là tôi phải chịu trận. Cho đến hết giờ thì phép lịch sự rồi rời buổi nhóm đó. Và anh chị biết không, từ cái giây phút đó trở về sau, nhiều tuần lễ liên tục cái tên của tôi được xuất hiện ở trên cái bục giảng của cái hội thánh lớn nhất tại Tam Kỳ đó. Chỉ giảng cho Phạm Thiên Ân và gọi tôi là Satan. Thưa anh chị em, có một cái đức tin rất là sai lạc. Đức tin đó là đức tin tôn giáo nó bị lèo lái bởi linh tôn giáo và nó làm cho con người ta không thật sự hiểu về Đức Chúa Trời của mình. Nó làm cho người ta không thật sự hiểu về sự tốt lành của Ngài, năng quyền của Ngài, sự khôn ngoan, tình yêu của Ngài và những điều quá tuyệt vời ở trong Ngài. Người ta đã hiểu biết về Đức Chúa Trời một cách rất mơ hồ và thậm chí rất là lệch lạc, rất là méo mó. Cũng tại mảnh đất Tam Kỳ đó, có những lúc chúng tôi làm chứng về những công việc kỳ diệu mà Chúa làm. Có những người nghe cái điều đó thì họ nói với cái giọng rất là lanh lảnh, rất là chát Chúa. Họ nói, Chúa nào mà làm được? Bác sĩ giỏi như trời mà chưa làm được nữa. Tôi cảm thấy thật sự thật là mệt mỏi. Tại sao người ta có thể phát ngôn những cái điều đó? Bác sĩ giỏi như trời mà con không làm được, Chúa nào mà chữa làm được, Chúa nào mà làm được những cái điều đó? Và họ tuyên bố rằng chỉ có Satan mới làm cái đó thôi, chứ ngày nay Chúa không có làm những phép lạ đó. Và sự chữa lành chỉ có thể là thông qua bác sĩ thôi. Nếu Chúa muốn thì Chúa dùng bác sĩ để chữa lành, dùng thuốc men để chữa lành. Còn nếu không thì chúng ta phải vâng phục Chúa, chúng ta phải chấp nhận cái bệnh tật ốm đau đó và coi như đó là ý muốn của Chúa trên đời sống của chúng ta. Và thậm chí còn phải cảm tạ Chúa thì Chúa cho chúng ta những cái bệnh tật đó. Tôi không hiểu. Tôi thật sự không hiểu. Và thậm chí có một cái điều mà tôi thấy nó ngớ ngẩn hơn nữa. Tôi đã từng nói rồi, hình như lâu lắm rồi, mới nhắc lại cho anh chị một câu chuyện này. Một vị mục sư sau khi lấy bằng tiến sĩ thần học thì đã trở nên một con người khác với con người tôi từng biết. Tôi và anh ấy đã từng rất thân với nhau, đã từng làm việc chung với nhau. Tôi rất quý anh ấy, tôi yêu mến anh ấy, gia đình anh ấy và chức vụ của anh ấy. Thật sự rất tôn trọng. Nhưng rồi, sau một thời gian anh ấy đi qua Hàn Quốc và học một cái chương trình thần học để lấy bằng tiến sĩ thần học, trở về và thậm chí có một chức vụ rất cao trong hội thánh, thì tôi không còn nhận ra người anh của mình nữa. Và thậm chí có lần anh ấy đã rủa xả tôi vì anh ấy nghe cái đức tin xác quyết của tôi. Rủa xả ngày kia tôi
sẽ bị một chứng bệnh về não. Tôi tha thứ cho anh về điều đó. Và nhiều lần anh ấy nói trước mặt tôi và với những người khác với một cái dáng vẻ như là mình rất là yêu Chúa. Anh ấy nói thế này: anh cầu xin Chúa một điều, là trong những ngày tháng mà anh gần về với Chúa, những ngày tháng của tuổi già, anh xin Chúa cho anh bị bệnh ung thư. Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh ấy. Tôi hỏi: tại sao vậy? Những người bị bệnh ung thư thì khao khát được Chúa lắm, còn anh thì cầu xin Chúa cho anh bị bệnh ung thư. Tôi thật sự không hiểu. Và anh ấy giải thích với tôi, nghe có vẻ hay đấy. Giải thích thế này: anh muốn mình kinh nghiệm cái chứng bệnh đó trong cơ thể, để rồi giống như một cái sự kinh nghiệm, sự thương khó ở trong đời sống của anh. Vì Chúa đã chịu thương khó cho chúng ta, rất là đau đớn. Anh rất là yêu Chúa và anh muốn mình cũng kinh nghiệm sự thương khó ngay trong chính thân thể của mình, để lòng mình sẽ càng yêu Chúa nhiều hơn. Tôi phải hỏi anh chị em, Kinh Thánh có dạy như vậy không? Chúng ta có cần phải chịu thương khó như Chúa Giêsu chịu thương khó không? Thứ nhất là Chúa không muốn chúng ta làm như vậy. Chúa đã làm cho chúng ta rồi. Chúa chịu thương khó để chúng ta có một cuộc đời phước hạnh, đúng không anh chị em? Chứ không phải là cuộc đời bị dày vò trong bệnh tật. Và không ai trong chúng ta có thể chịu thương khó như Chúa được. Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể chịu thương khó thôi. Chúng ta có thể trải qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống, nhưng không phải là sự thương khó theo cách của Chúa Giêsu, đúng không anh chị em? Và anh chị em biết không, tôi không biết bây giờ anh ấy còn sống không và tình trạng sức khỏe thế nào. Lâu lắm rồi chúng tôi đã bị cắt đứt liên lạc, không phải là tôi cắt đứt, nhưng vì họ không muốn chơi với tôi nữa. Tôi không biết tình trạng anh ấy như thế nào, nhưng mà trước đây có một thời gian tôi có nghe ai đó nói là anh ấy bị bệnh ung thư thật. Mà có một điều mâu thuẫn thế này: khi anh ấy bị bệnh ung thư, anh ấy lại đi chạy đi tìm thuốc uống, đúng không anh chị có thấy cái sự mâu thuẫn ở đây không? Mình xin bệnh ung thư mà, mình nói rằng bệnh tật là ý muốn của Chúa mà, vậy thì mình phải trân trọng giữ lấy cái bệnh tật đó chứ. Tại sao mình muốn loại bỏ ý muốn của Chúa ra khỏi thân thể của mình? Anh chị có thấy sự mâu thuẫn ở đây không? Mâu thuẫn. Rất là nhiều người họ nói rằng tôi không có muốn nhờ cậy loài người, họ không muốn đi đến những cái nơi mà Chúa muốn giới thiệu cho họ, là những nơi mà có các tôi tớ của Chúa am hiểu lời Chúa trong cái lĩnh vực giải cứu chữa lành, và có cái tấm lòng, có cái tâm huyết để giúp họ giải quyết được nan đề bệnh tật, nan đề là bị ma quỷ trói buộc. Họ không muốn đến với một lý do là tôi không muốn nhờ cậy loài người, tôi tin cậy vào Chúa hoàn toàn. Nhưng mặt khác thì họ lại đi đến bệnh viện, họ đi đến kể cả Tây y lẫn Đông y, họ tìm kiếm những vị thuốc. Đi đến cái đó có phải là nhờ cậy con người không? Anh nhờ cậy con người. Anh chị em thấy không? Cái đức tin theo kiểu tôn giáo nó làm cho con người ta bị lầm lạc, bị sai lạc, đủ thứ, bị méo mó, bị lệch lạc. Họ không thật sự hiểu Chúa là ai, họ không thật sự biết Chúa là ai, họ không thật sự hiểu được cái ý muốn đích thực của Chúa ở trên đời sống của họ trong từng lĩnh vực. Và họ làm cái gì cũng gần như là sai trật, chệch choạc. Đó là lý do vì sao mà chúng ta thấy ngay trong cái đó giới có quá nhiều cuộc đời oằn oại trong đau khổ. Tôi đã nhắn tin cho một tín hữu ở trong tuần lễ này. Tôi nói thế này: có rất nhiều người nói lạy Chúa, nhưng mà Chúa nói với những cái người mà hay nói lạy Chúa theo cái kiểu lẻo mép nó như thế này: chẳng phải kẻ nào nói lạy Chúa mà được vào nước thiên đàng đâu. Bèn là những người làm theo ý muốn của Cha ta trên trời vậy. Amen, có anh chị em? Đó có phải là lời chính miệng Chúa Giêsu nói không? Là lời chính miệng Chúa Giêsu nói. Đức tin theo kiểu tôn giáo, đức tin bị lèo lái bởi linh tôn giáo là một loại đức tin không thể đem chúng ta vào thiên đàng, không thể đem đến chúng ta sự bình an thật, không thể đem đến chúng ta niềm vui thật, không thể đem đến sự chữa lành
siêu nhiên tuyệt vời của Chúa ở trong thân thể của chúng ta. Đức tin ấy không thể khiến gia đình chúng ta hạnh phúc, mà thậm chí lục đục nhiều hơn. Đức tin ấy không thể giúp chúng ta kinh nghiệm được phước hạnh về tài chánh, phước hạnh trong công việc kinh doanh. Không. Để tôi nói cho anh chị em nghe, khi nói về vấn đề kinh doanh thì một lần nữa tôi lại nhớ lại những câu chuyện những người nhận mình là Cơ Đốc nhân, nhưng mà họ đâu có cái gì khác với những người bên ngoài đâu, ngoài cái việc nói lạy Chúa rồi mỗi Chủ nhật đi đến nhà thờ làm một số nghi thức gì đó, thì họ không có cái gì khác với những người bên ngoài cả. Khi họ là một nhân viên kinh doanh để có được nhiều hợp đồng với nhiều đối tác, thì họ sẵn sàng hút thuốc, họ sẵn sàng nhậu nhẹt, họ ngồi vào bàn nhậu, và không chỉ là ngồi vào bàn nhậu, họ còn sẵn sàng đi tăng hai đứa thân chị em. Anh chị em có biết tăng hai, tăng ba là cái gì không? Có nhiều người trong sạch quá chắc không biết. Nên nổi mà có một tín hữu một lần nọ đến gặp tôi trong sự run rẩy. Tại sao run rẩy biết không? Sợ chết. Biết sao sợ chết không? Nghĩ là mình có thể có HIV ở trong người. Mà tại sao lại có ý nghĩ đó? Tại vì cách đó không bao lâu có đi tăng hai. Sau khi nhậu nhẹt với các đối tác rồi rủ đi tăng hai, đi vô chỗ karaoke ôm, rồi sau đó thì chuyện gì đến phải đến. Rồi sau đó thấy cái cơ thể mình nó kỳ kỳ, nghi mình có HIV, chạy đến và nhờ tôi giúp đỡ. Và tôi đã dùng lời Chúa để giúp cho anh này thức tỉnh. Anh chị em ơi, khi nói về cái đức tin tôn giáo này thì có rất rất nhiều biểu hiện của nó, mà ngày hôm nay chúng ta cần phải có sự nhận biết cách rõ ràng. Cái đức tin tôn giáo nó có thể khiến cho anh chị em đi nhóm một cách đều đặn, và thậm chí có mặt rất sớm, nhưng mà chúng ta không hề có một cái cảm nhận ngọt ngào nào về sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta. Chúng ta không cảm nhận rằng chúng ta có một cái mối liên kết gì với Chúa cả. Tất cả là một sự cố gắng bởi nỗ lực riêng của con người. Và đôi khi chúng ta cảm thấy thật mệt mỏi, chúng ta đến nhưng không thấy phước hạnh, chúng ta nghe nhưng không thủng, chúng ta đứng, chúng ta hát, và chúng ta liếc qua người bên cạnh, mà chúng ta tự hỏi là tại sao người đó có thể khóc. Tôi không muốn nói những người khóc giả bộ, những người vừa hát vừa khóc rất chân thật, có thể là những giọt nước mắt của sự an ninh, có thể là những giọt nước mắt của sự vui mừng. Có những người, những con người của tôn giáo đứng bên cạnh, họ liếc, họ nhìn người này người nọ, và họ tự hỏi tại sao người đó có thể hát theo cách như vậy, tại sao thể hát với tất cả sự vui mừng của mình, tại sao thể hát mà nước mắt lăn dài, và tại sao có những người có thể quỳ mọp xuống để khẩn nguyện với Chúa. Họ không hiểu, bởi vì cái loại đức tin ở trong họ chỉ là đức tin tôn giáo. Nó không phải là một mũi tên bắn trúng hồng tâm. Thưa anh chị em, trong những cái bài giảng trước đây, ở trong cái loạt bài giải cứu chữa lành, có lần tôi đã nói với anh chị em rồi, tội lỗi là gì? Tội lỗi được mô tả như là một mũi tên mà bắn không, không trúng hồng tâm. Và có một câu kinh thánh như thế này, hãy mở với tôi ở trong Roma chương 14 câu 23b: việc gì không đến từ đức tin đều là tội lỗi. Việc gì không đến từ đức tin đều là tội lỗi. Một đức tin đúng đắn là một mũi tên bắn trúng hồng tâm. Còn ngoài đức tin đúng đắn ra, tất cả những việc làm của chúng ta dựa trên những cái không có đức tin, hoặc là đức tin méo mó, đức tin lệch lạc, đức tin sai trật gì đó, thì
thì mọi việc làm xuất phát từ những thứ đó, Kinh Thánh nói rằng đều là tội lỗi. Đây là một cái định nghĩa rất rộng và nó bao trùm luôn tất cả mọi sự, khiến cho nhiều người trong chúng ta nếu thật sự đọc và suy gẫm lời của Chúa và chân thành đủ và khiêm nhường đủ, nhìn lại đời sống của mình thì thấy mình đã phạm tội trong lĩnh vực nào đó, ít nhất một lĩnh vực nào đó. Có thể bạn nói rằng tôi không có tội lỗi gì cả, cho tới giờ phút này tôi vẫn chưa giết người, cho tới giờ phút này tôi vẫn chưa ăn cắp qua cái gì cả, cho tới giờ phút này tôi chưa bao giờ hãm hiếp phụ nữ, cho tới giờ phút này tôi chưa bao giờ phạm tội tà dâm, cho tới giờ phút này tôi chưa bao giờ tham nhũng hối lộ, tôi chưa bao giờ đánh ai, tôi chưa bao giờ chửi ai. Và bạn kết luận là bạn không có tội. Nhưng nếu theo định nghĩa của Chúa, lời của Chúa nói rằng việc gì không đến từ đức tin đều là tội lỗi. Tôi sẽ cho anh chị em một cái ví dụ để anh chị em thấy rằng hàng ngày chúng ta rất có thể đã phạm vào một số tội lỗi mà chúng ta không hề biết. Những cái tội lỗi phổ biến là như thế nào? Tôi hỏi anh chị em một câu. Đặc biệt trong thời kỳ cuối cùng này, Chúa có muốn chúng ta trung tín nhóm lại thờ phượng Chúa trong hội thánh thật hay không? Trả lời dứt khoát cho tôi. Có hay không? Có. Đó là lý do vì sao lời của Chúa trong Hebrew đó gì? Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen lại. Vì hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Tức là ngày của Chúa càng gần chừng nào, chúng ta càng đi sâu vào trong cái thời kỳ cuối cùng chừng nào, thì chúng ta phải biết rằng chúng ta càng cần phải đến hội thánh thật của Chúa để nhóm lại, để thờ phượng Chúa. Bởi vì tại nơi đó Chúa sẽ phục hồi sức lực cho chúng ta, tại nơi đó Chúa chữa lành cho chúng ta, tại nơi đó Chúa giải phóng chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, tại nơi đó Chúa dạy dỗ, tiếp tục dạy dỗ chúng ta, trang bị cho chúng ta sự khôn ngoan, năng quyền của Ngài và những điều cần thiết để chúng ta có thể đứng lên và chiến thắng ma quỷ. Những ngày mà càng cuối cùng thì tội lỗi nó càng tung hoành. Chính Chúa Giêsu đã tiên báo trước cho chúng ta. Vì tội lỗi càng ngày càng gia tăng, cho nên tình yêu trong nhiều người nguội dần. Và đó là lý do vì sao chúng ta càng cần phải gần gũi với Chúa và gần gũi với hội thánh. Chúng ta càng cần phải có sự liên kết với hội thánh, là đại sứ quán của Chúa, để chúng ta được bảo vệ, để chúng ta được binh vực, để chúng ta được trang bị, để chúng ta có cơ hội và thành công và đắc thắng giữa cái thời kỳ tăm tối này, thưa anh chị em. Có nhiều người họ cũng nghe lời Chúa, họ biết Chúa dạy như vậy, nhưng bằng cách nào đó họ không quan tâm, họ cứ lần lửa không đến hội thánh, hết ngày này đến ngày khác. Xin thưa với anh chị em, tôi thực tế đủ để nói rằng nếu hội thánh đó không đúng nghĩa là hội thánh thì ok, không đến càng tốt. Nhưng nếu đó thật sự là hội thánh, nếu đó là hội thánh thật của Chúa và có được sự xác nhận của Chúa, mà anh chị em cứ lần lửa không chịu đến, cố tình né tránh hết lần này tới lần khác, thì có nghĩa là anh chị em đã không thật sự hành động theo đức tin. Và Kinh Thánh nói gì? Việc gì không đến từ đức tin đều là tội lỗi. Anh chị thấy chưa? Có những cái điều mà chúng ta không bao giờ nghĩ là tội lỗi. Tôi cho một ví dụ nữa. Tôi giả sử khi tôi đang cầu nguyện với Chúa, thì Chúa đã thật sự nói với lòng của tôi rằng: con ơi, sau buổi nhóm ngày hôm nay, con hãy đến gặp anh Nguyễn Văn A. Tôi ví dụ vậy. Hãy đến gặp anh Nguyễn Văn A và trao cho anh ấy tất cả số tiền mà con đang có. Nếu tôi thật sự đã nghe được cái tiếng nói của Chúa, cái yêu cầu của Chúa, cái mạng lệnh của Chúa, mà tôi chống lại cái tiếng ấy, và cuối buổi nhóm tôi đã bỏ qua, tôi cố tình không muốn gặp Nguyễn Văn A và không đưa số tiền mà Chúa đã nói cho Nguyễn Văn A, thì tôi hỏi anh chị em,
theo định nghĩa của lời Chúa tôi có phạm tội không? Có. Tôi phạm tội. Pháp luật của đời này nhìn vào và nói rằng người này không có tội. Đúng không anh chị em? Sao nói tôi có tội được? Ủa tiền của tôi giữ cho mắt mới gì bắt tôi đưa cho người khác? Đúng không? Tôi có quyền sử dụng tiền của tôi với mắt mới thì tự nhiên bắt tôi phải đưa tiền cho người khác, tiền mồ hôi nước mắt tôi làm ra mà. Thậm chí có thể đó là tiền mà tôi đang giữ để mà làm cái việc gì đó có ý nghĩa cho vợ, cho con của tôi. Tôi không có nói rằng những cái lần mà chúng ta nghe một cách lầm lạc, chúng ta tự tưởng tượng ra, cái đó thì miễn bàn vậy. Tôi đang muốn nói, tôi đang đưa cái ví dụ là chúng ta thật sự nghe được cái mạng lệnh của Chúa, ý muốn của Chúa được bày tỏ. Nhưng mà vì lòng ích kỷ của chúng ta, vì cái sự bất tuân của chúng ta, vì chúng ta coi đồng tiền quá lớn và chúng ta coi cái nhu cầu của anh em mình nhỏ hơn, và cuối cùng chúng ta quyết định rằng mình sẽ giữ lại đồng tiền đó. Sự ích kỷ được tôn cao hơn là tình yêu thương, là sự quan tâm. Chúng ta đã phạm tội. Một vài ví dụ, nếu anh chị em thật sự tra xét lại, anh chị em chờ nhận ra rằng nhiều lần chúng ta phạm tội. Đúng không anh chị em? Rất nhiều lần chúng ta phạm tội. Như vậy thì cái đức tin nào mới là mũi tên bắn trúng hồng tâm? Là đức tin nào? Nó không phải là đức tin của những người mê tín dị đoan ở ngoài kia, không phải là đức tin của những người mà theo tinh thần của tôn giáo, mà đức tin đó là đức tin đến từ sự dạy dỗ của lời Chúa trong Kinh Thánh. Nếu chúng ta không thật sự đọc Kinh Thánh, chúng ta có được loại đức tin đó không? Có không anh chị em? Nếu một người không đọc Kinh Thánh thì người đó có thể có loại đức tin mà bắn trúng hồng tâm không? Không. Bởi vì nếu chúng ta không đọc lời của Chúa thì chúng ta làm sao biết được ý muốn của Chúa? Đức tin mà bắn trúng hồng tâm là đức tin của một con người mà đã thật sự đọc lời Chúa, nghe lời Chúa, lãnh hội lời Chúa, biết rõ ý muốn của Chúa và thật sự muốn làm theo ý muốn ấy. Đức tin đó mới là đức tin bắn trúng hồng tâm. Có thể anh chị em nghĩ như thế này, nếu mà ăn năn thì chỉ có những tín đồ đang ngồi bên dưới mới ăn năn thôi chứ, còn các mục sư thì chắc không ăn năn. Như mục sư Phạm Thiên Ân hay giảng về sự công chính thì chắc không cần phải ăn năn. Anh chị em sai. Tôi mới ăn năn hôm qua về một việc đó. Mới ngày hôm qua tôi đã ăn năn về một việc. Tôi vừa làm sai một cái là tôi biết mình sai liền, tức khắc luôn. Những người khác không biết tôi làm gì. Tôi vừa làm sai cái tôi biết mình sai liền. Tôi bị cáo trách liền, tôi thấy hối hận. Sao mình có làm vậy? Tôi lập tức ăn năn với Chúa. Nếu mà những người khác nhìn vào hành động của tôi, họ nói một sư có gì sai đâu. Nhưng mà tôi biết tôi sai vì tôi có mối quan hệ với Chúa và tôi nhạy bén với ý của Chúa và tôi biết được ý của Chúa cho chính đời sống của tôi. Với người khác thì không sai, nhưng với Chúa thì sai. Một người chỉ thật sự có đức tin đúng khi người đó thật sự hiểu biết ý muốn của Chúa. Còn nếu bạn không hiểu biết ý muốn của Chúa thì bạn sẽ không thể có một đức tin đúng. Và đức tin đó không bao giờ là một đức tin, mũi tên đó không bao giờ là một mũi tên bắn trúng hồng tâm cả. Chúng ta giống như những người đánh gió và chạy bắp ơ. Cuộc đời chúng ta cứ loay hoay. Những người xung quanh họ nhìn vào cuộc đời chúng ta và họ không có thấy cái gì thuyết phục để họ nghe lời của chúng ta mà đến với Chúa cả, và thậm chí họ bị vấp phạm. Bởi vì mũi tên của chúng ta không bắn trúng hồng tâm. Bởi vì chúng ta đã không thật sự hiểu biết ý muốn của Chúa trong mỗi một lĩnh vực, và chúng ta không có nhu cầu để tìm biết ý muốn đó. Đôi khi tôi cảm thấy phẫn nộ vì có ai đó đã mất quá nhiều thời giờ để xem những game show, để xem những chương trình TV, để xem phim bộ, để xem cái này xem cái kia, thậm chí là lướt Facebook của người này người kia để coi người này người kia nói cái gì, và nhiều thứ khác. Và đôi khi họ nói rằng
cái đó có gì tội lỗi đâu. Nội dung nó cũng không có gì là tội lỗi cả. Họ nói như thế. Nhưng cái vấn đề ở chỗ là gì? Tôi không có nói những nội dung đó là tội lỗi. Nhưng điều tôi đang nói là họ không có thời giờ cho Chúa. Họ không có thời giờ cho mối tương giao với Chúa. Tôi không thấy rằng họ khao khát lời của Chúa gì cả. Dường như họ nghe, họ đọc lời Chúa chỉ là gọi là đối phó thôi, để tự trấn an lương tâm của mình thôi. Và rồi hầu hết thời gian thì họ dành cho những cái gì đó mà không phải là Chúa, không phải là lời của Chúa. Họ cũng nói rằng họ có đức tin. Nhưng tôi xin thưa với anh chị em rằng cái loại đức tin đó là loại đức tin không bắn trúng hồn thật. Tôi cảm ơn Chúa vì tôi không biết từ lúc nào mà Chúa làm cho trái tim của tôi rất là mềm mại với ý muốn của Chúa, với lời của Chúa. Tôi đứng đây trước mặt Chúa và trước mặt hội thánh và trước mặt tất cả mọi người, và tôi nói điều này và không sợ bị Chúa trừng phạt. Tôi không biết ý muốn của Chúa thì thôi, chỉ bất cứ là Chúa gì, chỉ cần tôi biết đó thật sự là ý muốn của Chúa thì tôi muốn làm ngay lập tức, tôi không muốn trì hoãn. Và dù mất cái gì tôi cũng sẽ chấp nhận mất, kể cả mất mạng. Đó là quyết định của tôi. Có thể anh chị em đang nghĩ đến Phi-e-rơ, anh chị em nói mục sư cẩn thận. Mục sư nói nhưng mà hãy nhớ Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nói rằng sẵn sàng sống chết vì Chúa. Cuối cùng ông chối Chúa 3 lần. Một lần tôi nhắc cho anh chị em nhớ. Tôi không dám chắc là trong thực tế những ngày tới tôi không có làm cái gì sai trật. Tôi không dám chắc. Bởi vì nếu như Phi-e-rơ còn không chắc thì tôi cũng không dám chắc. Tôi không dám coi mình hơn Phi-e-rơ. Nhưng mà đây là tấm lòng thật sự của tôi, là quyết tâm của tôi. Và tôi nhờ cậy Chúa. Có những lúc tôi nói với Chúa, con biết, thưa Chúa con biết, con biết rằng Phi-e-rơ đã từng nói rằng sẽ sống chết vì Chúa, nhưng cuối cùng ông Chúa 3 lần. Con không bao giờ dám nghĩ rằng mình hơn Phi-e-rơ. Cho nên rất có thể con sẽ có những cái sự sai trái, phạm tội, làm không đúng ý muốn của Chúa. Cho nên Chúa ơi, con xin Chúa là đến nhìn thấy tấm lòng của con, ý định nghiêm túc trong đầu của con và lời công bố nghiêm túc của con. Xin Chúa giúp con có sức mạnh, có đủ đức tin, ý chí, nghị lực để con thật sự làm được những gì mà con đã công bố rằng con sẽ làm vì Chúa. Một lần nữa, đừng coi thường sức mạnh của lời công bố và đừng ngại ngần khi công bố. Có rất nhiều người trong chúng ta bị thế tục hóa, và chúng ta đôi khi nói rằng nói trước bước không khỏi, và chúng ta cứ sợ, chúng ta không có dám công bố. Hầu hết tôi nhìn thấy là anh chị em vì một lý do nào đó anh chị em rất ngại công bố. Có những lúc anh chị em nóng cháy công bố trong một cái chương trình, chẳng hạn như chương trình giải cứu chữa lành, một sư đang dạy, đang huấn luyện, thì anh chị em công bố. Nhưng tôi biết về nhà anh chị em ngồi ngắt. Đối diện với những hoàn cảnh khác nhau, anh chị em đã không thật sự công bố. Có những người nói với tôi thế này: một sư ơi, công bố không thấy nó xảy ra, một sư ơi. Có nhiều người nói: một sư ơi, công bố rồi bị ma quỷ tấn công nhiều hơn, một sư. Có rất là nhiều người bị lừa dối và cuối cùng họ quyết định là tôi không công bố nữa. Ngay trong tuần vừa rồi, một người nam gọi điện thoại cho tôi và nhờ tôi cầu nguyện cho mẹ của mình. Một trong những điều mà người nam nó nói, và chính cái câu nói đó đã dẫn đến đề tài ngày hôm nay, đó là gì? Anh ta giải thích lý do tại sao mẹ của mình uống thuốc. Đó là mẹ mình quyết định uống thuốc nhiều trở lại. Đó là tại vì em thấy mẹ em nghe mấy cái bài giảng mục sư gửi đó, rồi mẹ em công bố, mà công bố xong là không thấy chuyện gì xảy ra hết, cho nên là thôi để mẹ em uống thuốc. Chính câu nói đó đã dẫn đến đề tài hôm nay. Tôi thương họ, tôi muốn lời Chúa đến với họ để họ không còn bị lừa dối nữa, để họ có thể kinh nghiệm một cái cuộc đời thật sự được tự do, để họ có thể kinh nghiệm những điều siêu nhiên, để họ có thể kinh nghiệm một đời sống đáng sống hơn. Anh chị em ơi, đức tin
được ví như một cái mũi tên bắn trúng hồng tâm đó, không phải là những cái loại đức tin như hồi nãy giờ tôi liệt kê ra, là đức tin của những người mê tín dị đoan, là đức tin của những người theo tinh thần tôn giáo, là những đức tin méo mó lệch lạc bị thiếu đầu này hụt đầu kia, không, cũng không phải là đức tin của những người mà khi họ bị bệnh họ mới chạy đến với Chúa và tin rằng Chúa nhất định sẽ chữa lành cho mình. Có những người họ đợi đến lúc họ bệnh họ mới bắt đầu thể hiện đức tin, khi họ có năng đề họ mới chạy đến với Chúa. Khi bị bệnh, khi bị mất công ăn việc làm, khi gia đình lục đục, khi thiếu hụt, khi này khi kia, thì họ ba chân bốn cẳng chạy đến với Chúa và họ nói như là họ có một cái đức tin rời núi gì đó. Tôi tin hoàn toàn Chúa nhất định sẽ chữa lành cho tôi, Chúa sẽ làm được, Chúa sẽ làm được kia. Có thể như vậy không? Nhưng hãy nghe kỹ, tôi long trọng tuyên bố với anh chị em rằng kể cả khi họ thật sự tin là Chúa chữa lành cho họ, không hề nghi ngờ, tin là ý muốn của Chúa là chữa lành luôn, và tin là Chúa có quyền năng chữa lành luôn, và tin là Chúa sẽ chữa lành theo cách này luôn, siêu nhiên luôn, hội đủ tất cả những rợ, thì tôi nói với anh chị em cái đức tin đó cũng vẫn không chắc chắn là một cái mũi tên bắn trúng hồng tâm. Tại vì nếu theo kiểu đó thì tôi đang suy nghĩ đến thần đèn, tôi nghĩ đến Aladdin và thần đèn. Khi Aladdin cần một bữa ăn, anh ta cọ cọ cọ, thần đèn hiện lên và anh ta đưa cái yêu cầu của mình ra và thần đèn hóa phép cho anh ta một bữa ăn. Khi anh ta cần lâu đài, khi anh ta cần công chúa, anh ta cần cái này cái kia, anh ta cọ 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 và thần đèn hiện lên, anh ta đưa ra yêu cầu và anh ta được đáp ứng. Có đôi khi tôi nhìn vào một số anh chị em và tôi thấy họ giống như Aladdin. Họ chỉ cần Chúa, họ chỉ tin vào Chúa khi mà họ gặp nguy khốn. Nói như vậy không có nghĩa là khi anh chị em gặp nguy khốn tôi sẽ cấm anh chị em được kêu cầu Chúa, không, không. Tôi khuyến khích anh chị em đến với Chúa, đến với Chúa đi, nguy khốn đến với Chúa, bệnh đến với Chúa. Nhưng ý của tôi như thế này, đừng chỉ chạy đến với Chúa những khi chúng ta gặp nguy khốn, đừng chỉ tin Chúa khi chúng ta bị bệnh, đừng chỉ tin Chúa khi chúng ta thiếu tiền thiếu bạc, đừng chỉ tin Chúa khi chúng ta không có công việc làm, đừng chỉ tin Chúa khi gia đình chúng ta bị lục đục. Nghe cho kỹ, tôi muốn anh chị em thật sự lấy làm vui lòng, chủ động và xây dựng một mối quan hệ ngọt ngào, mật thiết với Chúa và cùng bước đi với Chúa trong lúc thuận cảnh cũng như trong lúc nghịch cảnh. Cảm ơn các anh chị em. Cảm tạ Chúa trong lúc thuận cảnh và cảm tạ Chúa cả trong lúc nghịch cảnh. Tin cậy Chúa trong lúc thuận cảnh và tin cậy Chúa cả trong lúc nghịch cảnh. Amen con chứ. Vâng lời Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đức tin mà có thể được ví như mũi tên bắn trúng hồng tâm chính là đức tin làm hài lòng Đức Chúa Trời, là đức tin làm hài lòng Đức Chúa Trời, chứ không phải là đức tin với cái mong muốn là chúng ta được chữa lành, với cái mong muốn là chúng ta sẽ có được tài chính, có được ngôi nhà mà chúng ta yêu thích. Không phải là đức tin để chúng ta có được một cái gì đó mà chúng ta muốn có. Đức tin mà có thể được ví như một mũi tên bắn trúng hồng tâm phải là đức tin làm hài lòng Đức Chúa Trời. Amen. Con chị em, hãy mở với tôi phần kinh thánh này. Hebrew chương 11. Tôi sẽ đọc cho anh chị em nghe từ câu 1 đến câu 19 và tôi sẽ đặc biệt lưu ý câu số 6. Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hy vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy. Thật vậy, nhờ đức tin mà người xưa đã được lời chứng tốt. Bởi đức tin chúng ta biết rằng vũ trụ đã được dựng nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật thấy được hình thành từ những vật không thấy được. Bởi đức tin,
Abel đã dâng cho Đức Chúa Trời một sinh tế tốt hơn của Ca-đin và ông được chứng nhận là công chính khi Đức Chúa Trời chấp nhận lễ vật ấy. Cũng nhờ đó, mặc dù chết rồi, ông vẫn còn nói. Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên và không trải qua sự chết. Người ta không thấy ông nữa vì Đức Chúa Trời đã tiếp ông lên. Bởi trước khi được tiếp lên, ông được chứng nhận là đã sống hài lòng Đức Chúa Trời. Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời. Vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu và Ngài là đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Bởi đức tin Noe được Chúa cảnh báo về những việc chưa thấy và ông thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu cả nhà mình. Bởi đó, ông lên án thế gian và trở nên người thừa kế sự công chính đến từ đức tin vậy. Bởi đức tin, Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận là cơ nghiệp. Ông đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin, ông cư trú trong đất hứa như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại với Isaac và Jacob, là những người đồng thừa kế một lời hứa như ông. Vì ông chờ đợi một thành có nền móng do Đức Chúa Trời thiết kế và xây dựng. Bởi đức tin, chính Sarah dù hiếm muộn và cao tuổi vẫn còn có khả năng sinh sản, vì bà tin rằng đấng đã hứa với mình là thành tín. Vì thế, cũng từ một người xem như đã chết, lại sinh ra muôn vàn con cháu, đông như sao trên trời, như các bãi biển không thể đếm được. Tất cả những người ấy đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều đã hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều ấy từ đàng xa, xưng mình là kiều dân và lữ khách trên đất. Vì những người nói như thế chứng tỏ rằng họ đang đi tìm một quê hương. Nếu họ đã nghĩ đến quê hương mà mình từ đó đi ra, thì họ cũng đã có cơ hội trở về. Nhưng họ mong ước một quê hương tốt hơn, tức là quê hương trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã chuẩn bị cho họ một thành. Bởi đức tin, Abraham dâng Isaac trong khi bị thử nghiệm. Ông sẵn sàng hiến dâng đứa con một đã nhận được theo lời hứa, là đứa con mà Đức Chúa Trời có phán: chính qua Isaac con sẽ có một dòng dõi được gọi bằng tên con. Ông tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời có quyền khiến kẻ chết sống lại. Nói theo nghĩa bóng, ông thật đã nhận lại con mình từ cõi chết. Đức tin mà có thể được ví như mũi tên bắn trúng hồng tâm phải là đức tin làm hài lòng Đức Chúa Trời. Câu số 6 đó này, không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời. Anh chị em nghĩ rằng đức tin theo kiểu mê tín dị đoan có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời không? Không. Anh chị em nghĩ rằng đức tin theo kiểu tôn giáo như tôi có đưa ra một số ví dụ có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời không? Không. Đức tin mà có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời là đức tin được mô tả qua một số nhân vật ở đây. Anh chị em thấy Hê-nóc được cất lên và rõ ràng ông đã được chứng nhận lúc còn sống ông đã làm hài lòng Đức Chúa Trời. Cái điều gì ở nơi Hê-nóc đã làm hài lòng Đức Chúa Trời? Là một đức tin đúng đắn. Đức tin đó là đức tin của một con người thật sự hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời mà mình đang thờ phượng và có một khát vọng ngày đêm để làm theo ý muốn ấy. Tôi cảm thấy ganh tị với ông. Tôi muốn nói chỉ ganh tị theo ý nghĩa tích cực, kiểu vui á, chứ không phải là ý nghĩa tiêu cực nha. Ganh tị gì? Ông được chúng cất lên mà không trải qua sự chết. Thật là tuyệt vời. Cái câu chuyện mà làm tôi cảm động nhất ở trong số những câu chuyện này là câu chuyện về Abraham. Thứ nhất, Abraham biết được ý muốn của Chúa trong vấn đề mà Chúa gọi ông rời khỏi quê hương, ra khỏi vòng bà con của ông để đi đến một nơi mà ông không biết người đi, mà không biết mình đi đâu. Tôi tin rằng ông cũng có tài sản ở nơi quê hương của ông. Ông có tài sản, có sự nghiệp, có này, có kia, có đủ thứ hết. Có các mối quan hệ, có những cái chỗ dựa này nọ, khi cần nhờ vả người này người nọ. Nhưng bỗng một hôm Chúa nói với ông rằng: đi ra khỏi chỗ đó, ta muốn cậu. Có thể Abraham bảo đi đâu rồi chưa? Chúa không nói rõ ràng, chỉ đơn giản Chúa nói: cứ đi, ta
ta dẫn con đi đâu thì đi đó, hãy tin ta. Và ông chỉ đơn giản biết rằng Chúa muốn mình đi ra khỏi thì mình đi ra khỏi theo sự dẫn dắt của Chúa là được, Chúa hài lòng là được. Và ông đi. Và qua Kinh Thánh mà anh chị em đã đọc, anh chị em thấy Abraham có đi lạc không? Có lạc lối không? Cuộc đời có trở nên lụng bại khi đi theo Chúa không? Có không? Không. Cuộc đời ông càng ngày càng ích lợi, càng ngày càng có giá trị. Ông trở thành tổ phụ của đức tin, là niềm tự hào của chúng ta. Đó chỉ là cấp độ 1. Đây là cấp độ lớn hơn. Một hôm Chúa nói với Áp rằng ta muốn con đi đến ngọn núi mà ta chỉ định, và dân con của con là Isaac là của lễ. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là ông phải giết con mình, thiêu nó để làm của lễ, dâng lên cho Đức Chúa Trời. Đơn giản là Abraham biết là Chúa muốn điều đó. Có người sẽ nói là ồ, nếu vậy thì ông ta mù quáng quá. Ông ta chỉ cần biết Chúa muốn điều đó, nhưng có vẻ như đó là một mạng lệnh gian ác, một mạng lệnh vô lý, một mạng lệnh cho thấy Đức Chúa Trời mâu thuẫn. Tại vì Đức Chúa Trời hứa ban Isaac cho vợ chồng Abraham, và rồi thông qua Isaac sẽ có một dòng dõi rất là đông, rất là hùng mạnh, và phải khó khăn lắm họ mới có được đứa con đó, gọi là con cầu con tự, đúng không? Ở ngoài đời họ gọi là con cầu con tự, đúng không? Khó khăn lắm mới có được đứa con đó. Bây giờ Chúa lại nói một cái điều mà dường như mâu thuẫn với chính Ngài, là phải dâng Isaac làm của lễ. Có thể có nhiều người nói ờ vậy là Abraham mù quáng quá. Không, nếu tôi không thật sự có những trải nghiệm với Chúa thì có lẽ tôi cũng sẽ nghĩ rằng Abraham mù quáng, cuồng tín. Có lẽ tôi sẽ nghĩ vậy cũng như bao nhiêu người khác. Nhưng tôi cảm ơn Chúa vì tôi có cơ hội, Chúa ban cho tôi những cơ hội để trải nghiệm Ngài rất là tuyệt vời. Đến nỗi nếu như bây giờ có một điều gì như tưởng chừng như nó vô lý mà tôi không hiểu hết được cái điều đó là như thế nào, thì ở trong tôi sẽ có một cái đức tin đủ mạnh để nó nói lên cái tiếng nói như thế này: bây giờ tôi không hiểu, tôi không thật sự hiểu điều này là như thế nào, nhưng rõ ràng ý muốn của Chúa là Chúa muốn tôi làm điều đó, và tôi tin rằng Chúa của tôi là Đức Chúa Trời tốt lành, là đấng nhân từ, là đấng công chính, là đấng không sai lầm. Ngài không bao giờ làm điều gì độc ác cả, vì tôi chưa hiểu bản chất của sự việc thôi. Nhưng mà cuối cùng tôi nhất định sẽ hiểu, vì Chúa của tôi là tốt lành. Ngài đã làm quá nhiều điều cho tôi, Ngài đã cứu tôi, Ngài đã cho tôi tấm vé bước vào thiên đàng, Ngài đã chữa lành bệnh tật ốm đau của tôi, Ngài đã khiến tôi trở nên con người khỏe mạnh, Ngài đã sửa lại cái con người sai trật của tôi, Ngài khiến từ một con người nóng nảy giận dữ trở thành một con người điềm đạm hơn, Ngài khiến tôi từ một con người hay nói dối không còn muốn nói dối nữa mà rất ghét nói dối, Ngài khiến tôi từ một con người tham lam tiền bạc muốn xu hướng về sự giàu có thế gian này thì tôi không còn cái điều đó nữa, Ngài khiến tôi từ một người đầy dẫy bệnh tật và lẽ ra chết vì bệnh tật từ lâu trở thành một người được chữa lành và sống khỏe mạnh và thậm chí đem sự chữa lành giải cứu của Chúa cho nhiều người. Không, không, Đức Chúa Trời tốt lành đã làm bao nhiêu việc cho tôi, không thể làm được Đức Chúa Trời độc ác được, không bao giờ, đúng không? Không thể là một Đức Chúa Trời xấu xa được, không thể là một Đức Chúa Trời vô lý được. Bây giờ tôi chưa hiểu hết cái yêu cầu của Ngài, nhưng tôi chỉ đơn giản biết là Ngài muốn tôi làm điều đó, tôi sẽ làm vì Đức Chúa Trời tôi không bao giờ sai lầm. Amen. Amen con chị. Amen. Tôi hiểu đó là lý do vì sao Abraham có thể thực hiện được mạng lệnh đó. Và dĩ nhiên ở trong Hebrew này có nói một ý: ông tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời có quyền khiến kẻ chết sống lại. Nói theo nghĩa bóng, ông thật đã nhận lại con mình từ cõi chết. Ông không chỉ đơn giản là vâng lời Chúa, muốn Chúa hài lòng, mà ông còn có đức tin là Chúa có quyền để làm cho Isaac sống lại từ cõi chết. Có hai phần trong đức tin của ông. Phần thứ nhất, quyết tâm làm hài lòng Đức Chúa Trời, vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Và phần thứ hai là tin rằng Đức Chúa Trời có quyền năng
để đem lại cái phúc lợi cho mình. Có phải Isaac là phúc lợi của Abraham không? Là phúc lợi, là của báu, là quý giá. Khi tôi suy nghĩ về con cái của tôi thì tôi hiểu được cái cách mà Abraham suy nghĩ về Isaac rất quý giá. Như vậy thì thứ nhất, chúng ta làm hài lòng với Chúa Trời, và đó là điều quan trọng nhất, đó là điều cốt lõi. Và thứ hai, chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời có quyền năng và Ngài đủ tốt lành để có thể đem lại những điều tốt lành, những phúc lợi cho cuộc đời của chúng ta. Amen không chị em? Khi một người bị bệnh và đang cần sự chữa lành, dĩ nhiên cái mong muốn để được chữa lành không phải là sai, nhưng nếu người đó chỉ dừng lại ở mong muốn là được chữa lành nhưng không đoái hoài gì đến tấm lòng của Đức Chúa Trời, không đoái hoài gì đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu như Chúa muốn người đó chỉnh sửa lại đời sống, người đó không cần phải chỉnh sửa đời sống, người đó không muốn chỉnh sửa đời sống, không đoái hoài đến ý muốn đó, chỉ muốn được chữa lành, người đó sai. Người đó sẽ không được chữa lành đâu. Giả sử có được chữa lành đi nữa thì sẽ đánh mất sự chữa lành. Nhưng nếu người đó hiểu một điều rằng điều quan trọng hơn là tôi phải làm hài lòng với Chúa Trời, Chúa muốn tôi từ bỏ rượu, tôi sẽ từ bỏ rượu trước và sự chữa lành sẽ đến với tôi, đó mới là điều đúng hơn. Đó là một mũi tên bắn trúng hồng tâm. Anh chị em hiểu điều đó không? Mục đích của sự chữa lành không phải chỉ để chúng ta được khỏe mạnh. Hãy nghe cho kỹ nè. Nếu mục đích của sự chữa lành chỉ để chúng ta được khỏe mạnh thì đó là một sai lầm lớn của Đức Chúa Trời. Bởi vì những anh nhậu sẽ có được sức khỏe trở lại và đi nhậu nhiều hơn, đúng không? Những người mà nghiện ma túy sẽ có sức khỏe trở lại và chơi ma túy nhiều hơn, tại gần chết mới chạy đến với Chúa, bây giờ khỏe là chơi ma túy tiếp, đúng không? Những cái thằng ăn cướp nó sẽ đi ăn cướp nhiều hơn, nó được khỏe để đi ăn cướp à, đúng không? Những cái người phạm tội tà dâm hoặc tội ngoại tình khỏe rồi bắt đầu đi lẹo tẹo nhiều hơn. Không, mục đích của sự chữa lành không chỉ để chúng ta khỏe mạnh. Nó có cái đó, nó có cái phần đó ở trong cái mục đích của Chúa, nhưng nó là phần phụ. Mục đích của sự chữa lành là để chúng ta có thể nhìn biết Đức Chúa Trời tốt lành, để từ đó chúng ta có một sự cảm kích sâu xa về tình yêu, về năng quyền của Ngài, để rồi chúng ta lòng nhận lòng là tôi phải sống xứng đáng hơn với những gì mà Chúa đã làm cho tôi. Amen con chị em. Để đời sống tâm linh chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, nhờ sự chữa lành đó mà tâm linh của nhiều người sẽ được trở nên mạnh mẽ. Amen con chị em. Nó phải đi đúng hướng. Đó là lý do vì sao tôi nói là khi cái người cha ở ngoài tâm kỳ đó nhìn thấy con trai của mình nhận được phép lạ của Chúa đứng dậy đi trong khi xương gãy làm 2-3 khúc rồi, thì người cha đó đã quyết định từ bỏ rượu và thuốc lá, không còn là chí phèo của tâm kỳ nữa. Anh chị em thấy không? Mục đích của Chúa khi Ngài chữa lành, Ngài muốn ai đó có cuộc đời tốt đẹp hơn. Amen không? Amen. Và kể cả những người xung quanh có cuộc đời tốt đẹp hơn. Thưa anh chị em, rất nhiều người trong chúng ta đang là những Aladdin của thời đại mới. Tôi thách thức anh chị em có đủ chân thành, đủ khiêm nhường để thật sự tra xét lại tấm lòng, tra xét lại đời sống, cái thái độ của mình trước mặt Chúa. Và nếu chúng ta thật sự thấy mình đang là Aladdin của thời đại mới thì hãy hạ mình ăn năn trước mặt Chúa đi. Chúa không phải là ông thần đen, Chúa không phải là một đối tượng để chúng ta có thể sai khiến. Chúa phải là chủ của cuộc đời chúng ta. Amen con chị em. Chúa không chỉ là cứu Chúa mà Chúa còn là chủ của cuộc đời chúng ta. Cho nên khi chúng ta hướng dẫn một người tiếp nhận Chúa, đừng quên hướng dẫn họ cầu nguyện như thế này: Chúa Giêsu ơi, kể từ giây phút này con xin mở toang lòng mình ra tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa và làm chủ của cuộc đời con cho đến mãi mãi. Amen con chị. Chúa cứu chúng ta, nhưng mà sau đó chúng ta đi đâu? Chúng ta làm gì? Có nhiều người được Chúa cứu nhưng mà không để Chúa làm chủ. Cuối cùng cuộc đời chúng ta lại bi đát vì chúng ta không để Chúa làm chủ. Khi Chúa làm chủ, Chúa có cái chủ quyền trong cuộc đời của chúng ta, thì Chúa sẽ ra tay đánh đuổi những kẻ thù của chúng ta, Chúa sẽ bảo vệ chúng ta, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta, Chúa sẽ chu cấp cho chúng ta. Thưa anh chị em, có quá nhiều người có một cứu Chúa nhưng họ không có chủ. Chủ viết hoa nói về Chúa. Hãy để Chúa làm chủ cuộc đời của chúng ta.
Khi chúng ta thật sự coi Chúa là chủ cuộc đời chúng ta thì chúng ta có tôn trọng ý muốn của Chúa không? Có. Có quá nhiều người trong chúng ta đã không thật sự để Chúa làm chủ. Bởi vì cái cách biểu hiện là gì? Chúng ta đã không tôn trọng ý muốn của Chúa. Và chính cái sự không tôn trọng ý muốn của Chúa tố cáo rằng chúng ta không để Chúa làm chủ, mà chính chúng ta là chủ. Hay ai đó trong cuộc đời của chúng ta đang là chủ của chúng ta? Có ai đó đang lè lái cuộc đời của chúng ta? Chúng ta đang lệ thuộc vào tiền bạc của ai đó? Chúng ta đang lệ thuộc vào thế lực của ai đó? Chúng ta đang lệ thuộc vào ngôi nhà của ai đó? Đang lệ thuộc vào cái này, cái nọ, cái kia? Nhưng chúng ta đã không thật sự lệ thuộc vào Chúa. Chúng ta nói yêu Chúa, chúng ta tối ngày cứ lạy Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa. Chúng ta cũng nói hallelujah, chúng ta làm những cái động tác có vẻ rất là tinh kính, nhưng bên trong của chúng ta rỗng toát. Bên trong của chúng ta là một mớ bồng bông, bên trong chúng ta là một bãi rác, bên trong của chúng ta là những gì thật sự nguội lạnh, là một miếng dẻ rách mà thôi. Đừng giận tôi khi tôi nói những lời này. Đừng giận tôi khi tôi đang phanh phui ai đó. Đừng giận tôi khi tôi chỉ cho người khác thấy những điều sai trật của họ. Đừng giận tôi khi tôi làm tổn thương bạn. Tôi có nói với Tuấn, với Hoa hôm qua, đừng bao giờ nói mục sư làm tổn thương. Nếu em muốn nói về sự tổn thương, mục sư sẽ nói cho em nghe. Chúa Giê-xu đã làm tổn thương rất nhiều người. Bằng cách nào mày làm tổn thương? Bằng sự thẳng thắn của Ngài, bằng lời công chính của Ngài, bằng chân lý của Ngài, bằng ánh sáng của Ngài. Ngài bóc tách, Ngài vạch trần hết tất cả. Và rất nhiều người bị tổn thương. Các thầy thông giáo và người Pharisee bị tổn thương, đám đông bị tổn thương. Và có một lúc họ bỏ đi gần hết, chỉ còn lại một vài ông, một nhóm người thôi. Mấy ông đó cũng có bị tổn thương, nhưng mà còn chút khôn ngoan. Cho nên Chúa hỏi, tụi con muốn đi luôn? Thì lúc đó mấy ông nói rằng, thưa Chúa không. Tại sao? Vì Chúa có lời của sự sống đời đời. Cảm ơn Chúa. Chỉ một nhóm người còn sót lại. Nhưng rồi một ngày kia, Chúa dùng một nhóm người đó để khiến cho phúc âm quyền năng của Chúa lan tỏa khắp thế giới cho đến ngày hôm nay. Amen. Hãy để hy vọng vào Đức Chúa. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Hãy xem một ví dụ rất là tuyệt vời về một mũi tên bắn trúng hồng tâm. Chúng ta hãy nghĩ về chính Chúa Giê-xu. Một lần nọ, Chúa Giê-xu đến chỗ Giăng làm báp têm. Và Chúa Giê-xu đề nghị Giăng làm báp têm cho Ngài. Giăng có dám làm không? Giăng xong giờ làm liền đúng không? Không. Giăng cảm thấy thật là ngại ngùng, cảm thấy mình không hề xứng đáng. Giăng nói lẽ ra là Chúa Giê-xu phải làm báp têm cho Giăng. Nhưng mà Chúa Giê-xu đã nói gì? Chúng ta mở Kinh Thánh ra đọc nguyên văn luôn để thấy cái hay của nó nha. Anh chị mở ra ở trong Matthew chương 3 từ câu 13 đến câu 17. Lúc ấy, Đức Chúa Giê-xu từ miền Galilee đến với Giăng tại sông Giô-đanh để được ông làm báp têm. Nhưng Giăng cố ngăn cản Ngài và thưa rằng, chính tôi mới cần Ngài làm báp têm cho, sao Ngài lại đến với tôi? Đức Chúa Giê-xu đáp, bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta cần phải hoàn tất mọi việc công chính. Vậy Giăng vâng lời Ngài. Khi được báp têm xong, vừa lúc Đức Chúa Giê-xu lên khỏi nước, thì kìa, các tầng trời mở ra. Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Này có tiếng từ trời phán, đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn. Điều gì đã làm đẹp lòng Đức Chúa Trời vậy? Là biểu hiện đúng đắn của đức tin, phải không? Phải không? Có phải Đức Chúa Trời đã ra mạng lệnh cho Chúa Giê-xu lại đến gặp Giăng để được Giăng làm báp têm không? Chính là ý muốn của Đức Chúa Trời. Và Giăng đã không dám làm, nhưng Chúa nói rằng hãy làm đi, vì đây chính là ý muốn của Đức Chúa Trời. Tự trung là Chúa muốn nói như thế, đây là ý muốn của Chúa, chúng ta hãy cùng nhau làm, chúng ta hãy cùng nhau hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời đi. Và chính vì
Chúa đã có một biểu hiện đức tin đúng đắn như vậy. Ngài làm hài lòng Đức Chúa Trời. Ngài đã có một mũi tên bắn trúng hồng tâm. Đó là lý do vì sao từ trời có một tiếng nói đầy oai nghiêm và cũng đầy triều mến vang lên: đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn. Amen. Cảm ơn Chúa. Một lần khác, ở trên một ngọn núi, Chúa ở cùng với ba môn đồ thân cận: Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ. Và lần đó cũng có một giọng nói từ trời vang lên: đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn, hãy vâng lời con ấy. Tại sao có giọng nói đó? Bởi vì đó là lúc mà Chúa đang chuẩn bị sẵn sàng để bước lên thập tự giá. Và đó là ý muốn của Cha. Đó là ý muốn của Cha. Và trong vườn Gethsemane, điều này đã được thể hiện quá rõ. Sự vâng phục của Chúa đã được thể hiện quá rõ. Trong vườn Gethsemane, Chúa đã cầu nguyện hết lần này tới lần khác. Tự trong là gì? Lạy Cha, nếu có thể được thì xin cho chén này cất khỏi con, nhưng không theo ý muốn của con mà theo ý muốn của Cha. Có một sự tranh đấu trong thân thể con người. Chúa cũng cảm nhận được những nỗi buồn, những sự đau đớn. Chúa cảm nhận được cái tầm nghiêm trọng của những khổ nạn mà Ngài sắp trải qua. Nhưng cuối cùng Ngài nói một lời rằng: ý Cha được nên, ý của Cha phải được nên, ý muốn của Chúa phải được thực hiện, ý muốn của Đức Chúa Cha phải được thực hiện, chứ không phải là ý muốn của Ngài. Và đó chính là một mũi tên bắn trúng hồng tâm. Amen. Amen con chị. Cảm ơn Chúa. Và Chúa Giê-xu đã thật sự thể hiện bằng hành động. Cuối cùng, Ngài có chấp nhận để bị đóng đinh trên thập tự giá không? Có. Ngài đã biết trước điều đó. Ngài đã nói với các môn đồ về điều đó. Các môn đồ không muốn chấp nhận sự thật đó. Nhưng mà cuối cùng Chúa đã thật sự chấp nhận bị đóng đinh trên thập tự giá. Huyết của Ngài đổ ra cho đến giọt cuối cùng, để mở ra cho nhân loại một cơ hội, một con đường sống. Để giờ đây chúng ta có thể công bố những điều mà chúng ta thường hay công bố: cảm ơn Chúa Giê-xu, vì Ngài đã đổ huyết ra trên thập tự giá cho đến giọt cuối cùng vì chính cuộc đời con. Con tin và con công bố rằng nhờ dòng huyết của Ngài mà mọi quyền lực ma quỷ khống chế con bấy lâu nay bị bẻ gãy. Mọi sự rủa xả từng đổ xuống trên cuộc đời con bị loại bỏ, mọi tội lỗi con được tha, và mọi bệnh tật ốm đau trong cơ thể con được chữa lành vì con tin cậy nơi Ngài. Amen. Amen chị em. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Đó là mũi tên bắn trúng hồng tâm. Cảm ơn Chúa. Và ở trong Công Vụ có một câu chuyện thật cảm động. Lần này là câu chuyện xảy ra với chấp sự Ê-tiên. Công Vụ các sứ đồ chương 6 từ câu 8 cho đến chương 7 câu 54 đến câu 60. Tôi sẽ đọc câu chuyện cảm động này. Anh chị mở ra. Ê-tiên được đầy ân điển và quyền năng, làm những phép màu và dấu lạ rất lớn trong dân chúng. Lúc ấy có mấy hội viên của nhà hội gọi là nhà hội của những người tự do và những người quê ở Cyrene, Alexandria cùng những người Do Thái ở Cilicia và xứ Asia nổi lên tranh luận với Ê-tiên, nhưng họ không chống nổi lời lẽ khôn ngoan và Thánh Linh là Đấng đã ban cho ông những lời lẽ ấy, nên ngầm xúi dục một số người vu cáo rằng: chúng tôi đã nghe nó nói những lời xúc phạm đến Môi-se và Đức Chúa Trời. Họ kích động dân chúng, các trưởng lão và các thầy thông giáo xông vào bắt và giải ông đến trước hội đồng. Họ đưa ra những nhân chứng dối nói rằng: người này thường nói những lời xúc phạm đến nơi thánh và luật pháp. Vì chúng tôi đã nghe nó nói rằng Giê-xu người Nazareth này sẽ phá hủy nơi đây và thay đổi tục lệ mà Môi-se đã truyền lại cho chúng ta. Tất cả những người ngồi tại hội đồng đều nhìn chăm Ê-tiên và thấy mặt ông giống như mặt thiên sứ. Ok, chúng ta sẽ đọc tiếp chương 7 từ câu 54 đến câu 60. Họ nghe những lời đó thì giận dữ trong lòng và nghiến răng với Ê-tiên. Nhưng Ê-tiên được đầy dậy Đức Thánh Linh, nhìn chăm lên trời, thấy vinh quang của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu đứng bên phải Đức Chúa Trời. Ông nói: kìa, tôi thấy các tầng trời mở ra và con người đứng bên phải Đức Chúa Trời. Bây giờ họ la lớn:
bịt tai lại và cùng nhau xông vào bắt Ê-tin, kéo ra ngoài thành rồi ném đá ông. Các nhân chứng lấy áo quần mình đặt nơi chân một thanh niên tên là Sao-lơ. Khi họ đang ném đá thì Ê-tin cầu nguyện rằng: Lạy Chúa là Đức Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn con. Rồi ông quỳ xuống kêu lớn: Lạy Chúa, xin đừng quy tội này cho họ. Vừa dứt lời thì ông ngủ, tức là ông chết. Anh chị em đã bao giờ đọc câu chuyện này và thấy được những cái sự dạy dỗ rất sâu sắc của Chúa chưa? Ở đây có một chi tiết rất lạ. Chúa Giê-xu đứng lên. Tôi không biết những người khác muốn hiểu theo cách nào, nhưng tôi thì tôi hiểu đơn giản như thế này. Tại vì bình thường thì Chúa ngồi bên phải Đức Chúa Cha, nhưng bây giờ Ê-tin nhìn thấy Chúa Giê-xu đang đứng lên. Và đó là những giây phút cuối cùng của cuộc đời ông. Ông sắp sửa trút hơi thở cuối cùng. Và tôi tin rằng Chúa Giê-xu đứng lên để bày tỏ cái sự tán thưởng đối với đức tin tuyệt vời của tôi tớ Ngài. Và Ngài đứng lên để chào đón một tôi tớ chuẩn bị trở về. Tại sao? Vì Ê-tin đã có một mũi tên bắn trúng hồng tâm, một đức tin làm hài lòng Đức Chúa Trời. Và hãy xem đức tin này có đem lại ích lợi gì cho ông không? Về mặt thuộc thể, về mặt thế gian này, có không? Ông đã sống trong kiên, ông đã sống trong quyền năng Thánh Linh, ông đã rao giảng. Tôi đã bỏ qua cái bài giảng đó vì nó quá dài, anh chị em về nhà có thể đọc lại. Ông đã giảng rất thẳng thắn luôn, thẳng thắn hơn tôi giảng rất nhiều. Nếu đọc anh chị em sẽ phải kết luận là ông giảng thẳng thắn hơn một sư anh rất nhiều. Và chính vì cái giảng thẳng thắn đó mà ông bị người ta ném đá cho đến chết. Tôi hỏi anh chị em rằng, ông có nghĩ rằng nếu ông cứ tiếp tục giảng như vậy người ta ném đá ông chết không? Ông có lường trước điều đó không? Hay ông nghĩ là cái chuyện này xui thôi? Có không? Tôi tin rằng ông đã có một cái sự chuẩn bị tinh thần rồi, đúng không? Ông bị bắt bơ, bị đánh đập rồi, bây giờ người ta đang rất là khùng điên, người ta nổi điên lên mà người ta đang sẵn sàng để giết ông. Đúng rồi, ông phải nói những cái lời để vuốt ve họ, những cái lời để làm cho cái tôi của họ được bơm phồng lên, để họ thấy rằng họ là cao trọng, họ tốt, họ đẹp, họ không có sai, để họ bỏ cái chuyện này đi, để họ không có làm khó ông nữa. Nhưng không, ông đã nói những lời quá thẳng thắn, quá thẳng thắn. Và cái kết của ông là gì? Bị ném đá cho tới chết. Ở đây Ê-tin không có được một cái lợi gì ở trong cái cõi trần gian này cả. Thấy chưa? Ông tin cậy Chúa với một đức tin chỉ để làm hài lòng Đức Chúa Trời. Ông tin rằng đó là điều Chúa muốn, đây là sứ điệp mà Chúa muốn tôi rao giảng. Kể cả khi tôi chết, tôi cũng sẽ rao giảng sứ điệp này. Và ông đã không hề phiền trách, không hề phẫn nộ. Chúng ta thấy những giây phút cuối đời không? Chúng ta có cảm nhận được sự thanh thản và yêu thương không? Có không? Đối diện với một đám đông đang giận dữ, một đám đông đầy sự căm ghét, một đám đông đang chờ chực để giết chết ông, ông đã không thể hiện sự tức giận, phẫn nộ, sự cay đắng, căm ghét gì cả. Thay vào đó, ông đã nói một cái lời giống như Chúa Giê-xu đã từng nói trên thập tự giá. Đúng không anh chị em? Cảm ơn Chúa vô cùng. Khi họ đang ném đá thì Ê-tin cầu nguyện rằng: Lạy Chúa là Đức Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn con. Rồi ông quỳ xuống kêu lớn: Lạy Chúa, xin đừng quy tội này cho họ. Vừa dứt lời thì ông ngủ. Đó là người chiến thắng. Đó là một mũi tên đã bắn trúng hồng tâm. Ông đã ghi điểm ở trong mắt, ở trong lòng của Đức Chúa Trời. Và ông được phần thưởng tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Amen con chị em. Anh chị em sẽ nghĩ là: Ôi Đức Chúa Trời bất công quá, một người trung kiên vậy thì nên để cho ổng có một căn biệt thự, nên để cho ổng có nhiều người ủng hộ, rồi tiếp tục chức vụ, rồi nhiều người từ khắp nơi phải ùn ùn chạy tới ổng này nọ, rồi ổng được cái chức lớn hơn, không còn làm chấp sự nữa, và thậm chí ổng được phong làm sứ đồ hay cái gì đó thì mới là công bằng chứ. Đức Chúa Trời hành động không theo cách của chúng ta. Cách đánh giá của Đức Chúa Trời không như chúng ta đánh giá sự thành công hay đắc thắng. Trong cái cách đánh giá của Đức Chúa Trời nó khác với chúng ta nhiều lắm. Và tôi nói với anh chị em, tôi thèm được giống như thế. Tôi không biết liệu đời sống của mình có đủ xứng đáng để tôi có thể có được cái vinh dự như Ê-tin không? Để có thể ngước nhìn lên thiên đàng và thấy Chúa Giê-xu đứng lên để chào đón mình những giây phút cuối cùng.
Tôi thề, tôi yêu em thì ông đã có một mũi tên bắn trúng hồn tâm. Và tôi tự hỏi cuộc đời của mình rằng, Phạm Thiên ơi, mũi tên của mày có thật sự bắn trúng hồn tâm không? Hay mày chỉ là một kẻ đánh gió và chạy báo vớ? Thỉnh thoảng tôi phải dừng lại, tra xét lại tấm lòng của mình, tra xét lại cuộc đời của mình. Và khi thấy có điều gì đó sai trật, tôi phải ăn năn trước mặt Chúa và đứng lên làm lại cho đúng, để có được sự hài lòng của Đức Chúa Trời. Khi anh chị em ý thức rằng cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta là phải làm hài lòng Đức Chúa Trời, thì cuộc đời anh chị em sẽ khác. Có quá nhiều người trong chúng ta đang cố sức để làm hài lòng ai đó. Có người cố làm hài lòng chồng mình, có người đang cố làm hài lòng vợ mình, có người đang cố làm hài lòng con mình, có người đang cố làm hài lòng ông nội, bà nội mình, đang cố làm hài lòng cha mình, mẹ mình, hay là đang cố làm hài lòng hàng xóm, đồng nghiệp, ông sếp của mình, thủ tướng, tổng thống của mình, nhưng không ai quan tâm đến việc làm hài lòng Đức Chúa Trời. Và đó là nan đề lớn của nhân loại, nan đề lớn nhất. Quá nhiều người trong chúng ta chỉ để làm hài lòng vợ mà sẵn sàng bỏ qua một buổi thờ phượng Chúa. Có quá nhiều người trong chúng ta chỉ để làm hài lòng chồng mà bỏ qua một buổi thờ phượng Chúa. Có quá nhiều người trong chúng ta chỉ để hài lòng cha, làm hài lòng mẹ mình mà không làm theo ý muốn của Chúa. Rồi sau đó chúng ta gặp nan đề, và rồi chúng ta lại than trách, thậm chí chúng ta trách Đức Chúa Trời. Chúng ta nói tại sao Chúa không yêu thương con, tại sao Chúa không thành tín với con, tại sao Chúa bỏ mặc con trong hoàn cảnh này. Chúng ta thật vô lý, vô lý vô cùng. Hãy nghe tôi nói đây. Rất là nhiều người khi họ học về sự công bố thì cũng muốn về nhà họ áp dụng một số lần. Họ công bố sự chữa lành này nọ đủ thứ, nhưng mà công bố xong mà thấy chưa có chuyện gì xảy ra, họ bỏ luôn, họ không có ý định công bố gì nữa. Tôi muốn nói với những người đó như thế này: bạn sai rồi, bạn đã không có một mũi tên bắn trúng hồng tâm. Bạn chỉ chú tâm vào cái việc bạn được chữa lành thôi. Bạn nghĩ đó là điều quan trọng nhất không? Đối với tôi đó không phải là điều quan trọng nhất. Bạn có biết vì sao tôi muốn nhờ cậy Chúa hoàn toàn không? Bạn có biết vì sao tôi chỉ cầu nguyện với Đức Chúa Trời mà không cần bất cứ một bác sĩ nào không? Bạn có biết vì sao tôi công bố lời Đức Chúa Trời mà tôi không sợ chết, không sợ gì không? Bạn biết vì sao không? Vì trong tâm của tôi chỉ suy nghĩ một điều: khi tôi làm điều đó, Chúa trên trời đang rất hài lòng. Amen. Vì đó chính xác là ý muốn của bạn. Bạn muốn tin khác thì đó là quyền của bạn. Tôi tin vậy và tôi sẽ sống với niềm tin, với đức tin này cho đến ngày tôi gặp Chúa. Có nhiều người nói: không được mục sư ơi, không được. Công bố rồi không thấy gì hết xảy ra, lỡ đột quỵ sao? Phải đi bệnh viện gấp chứ, uống thuốc liền chứ. Không, bệnh nó trở nặng rồi chết sao, rồi danh Chúa đâu được vinh hiển. Người ta trưng dẫn rất nhiều trường hợp, người ta nói đủ thứ, nào là tống thượng tiết, nào ông này ông nọ ông kia. Tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm tới lời của Đức Chúa Trời. Và tôi tin chắc một điều rằng Chúa của tôi là Đức Chúa Trời toàn năng. Chúa của tôi là Đức Chúa Trời thành tín. Chúa của tôi là đấng yêu thương tôi cho đến mãi mãi. Khi tôi đau đớn quằn quại, Ngài nhìn thấy tôi không? Ngài đang nhìn thấy tôi. Và Ngài có đành lòng để cho tôi chết một cái chết vô nghĩa khi tôi tin cậy nơi Ngài không? Không. Ngài không thể nào để chúng ta chết cái vô duyên khi chúng ta đang hết lòng tin cậy Ngài được. Mà người đến và nói với chúng ta rằng: ê, đừng tiếp tục công bố nữa, đừng chờ đợi Chúa, đừng tin cậy Chúa nữa. Mày sẽ bị đột quỵ đó, mày sẽ bị chết đó, mày sẽ bị thế này, mày sẽ bị thế nọ, mày sẽ bị thế kia. Tất cả những cái điều đó nó toàn là nghịch với đức tin không ạ? Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Chúng ta đang có một loại đức tin ngược. Chúng ta chưa chết mà chúng ta đã tin là mình sẽ chết. Chúng ta chưa có bị nặng hơn mà chúng ta đã tin là mình bị nặng hơn. Và chúng ta đi lo chuẩn bị cái phương án của riêng mình. Đó là cách mà chúng ta không bao giờ thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn đó, và chúng ta không thể kinh nghiệm được phước hạnh lớn lao của Chúa. Chúng ta cứ bị lệ thuộc hoài. Đức tin mà Chúa dạy chúng ta hướng chúng ta đến những điều tích cực. Tin nơi những điều tích cực mà nhất định sẽ xảy ra cho một người thật sự tin. Amen con chị em. Chúng ta chưa có bị bệnh mà chúng ta đã nói là muốn bệnh quá à,
những ngôn ngữ của sự vô tín mà người ta không nhận ra, người ta nói đầy ở các nơi ở trong cái đông giới cả. Muốn ho quá, muốn bị cảm, muốn đột quỵ quá. Ủa chưa bị mà đã muốn, đã nói như vậy rồi. Từ cái ngôn ngữ nó thể hiện sự thiếu hiểu biết và thiếu đức tin của chúng ta. Tôi ước gì người ta nói ngược lại. Cái người mà đang cảm nhận cái sự đột quỵ đó là: tôi công bố trong danh Jesus Christ, sự đột quỵ này phải chấm dứt hoàn toàn và tôi được chữa lành hoàn toàn. Amen con chị em. Tôi công bố là tôi không có đột quỵ cái gì hết. Tôi không có chết một cái chết vô nghĩa đâu. Tôi chỉ chết một cái chết mà nó sẽ làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Amen con chị em. Có rất nhiều điều sai trật giữa vòng cơ đốc giới của chúng ta. Nó cần phải được phanh phui ra, nó cần phải được nói đến một cách rõ ràng, bóc tách ra để chúng ta thấy cái sai của mình mà ăn năn. Tôi cầu nguyện rằng Chúa sẽ dấy lên nhiều tôi tới Chúa dám nói thẳng, nói thật. Những con người thật sự kinh nghiệm Chúa, những con người thật sự hiểu đức tin là gì, những con người thật sự sống với đức tin ấy, những con người bước đi với đức tin ấy, và đức tin ấy là đức tin được ví như một mũi tên bắn trúng hoàn toàn. Amen con chị em. Và tôi ước ao rằng thông qua các tôi tớ Chúa đó, có rất nhiều người ở nhiều nơi sẽ được dạy dỗ một cách đúng đắn. Họ sẽ là những con người của đức tin thật sự, và họ là những người thành công, họ là những người chiến thắng. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Ở trong Ma-thi-ơ chương 10 câu 39, một câu kinh thánh rất khó nuốt. Hãy mở ra, chúng ta đọc xem nó khó nuốt như thế nào. Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì ta mà mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được. Anh chị em thấy dễ nuốt hay khó nuốt? Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì ta mà mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được. Những con người mà có đức tin là hài lòng Đức Chúa Trời, và đức tin nó được ví như một mũi tên bắn trúng hồng tâm, là những con người mà khi cần thiết sẵn sàng bị mất mạng vì Chúa, họ sẽ chấp nhận điều đó. Và Chúa nói điều gì? Đây là lời hứa của Chúa đối với họ: còn ai vì ta mà mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Anh chị có thể hiểu trong cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nếu nghĩa bóng thì chúng ta nói là chúng ta sẽ có sự sống đời đời ở nơi thiên đàng vinh hiển. Còn nếu nghĩa đen có nghĩa là chúng ta chết rồi mà chúng ta sống lại, Chúa làm được không? Chúa làm được không? Nếu Chúa muốn, Chúa làm được không? Chúa làm được. Đứa con gái của Giai-ru đã chết rồi mà Chúa đến, Chúa nói như thế nào? Hỡi con gái ta, hãy thức dậy. Tại sao nói hãy thức dậy? Tại sao không nói hãy sống dậy mà hãy thức dậy? Tôi chỉ hiểu một cách đơn giản. Bởi vì đối với Chúa, cái việc mà khiến một người chết sống lại, nó đơn giản, nó dễ ẹt, giống như cách mà chúng ta gọi một người đang ngủ thức dậy. Đó là Chúa của chúng ta. Đây là lúc để nói hallelujah. Không ai nói được. Mỗi khi có ai đó nhắc đến sự cao trọng và tuyệt vời của Chúa, tôi mong anh chị em nói hallelujah. Amen. Amen. Hãy tôn vinh Chúa của chúng ta vì Ngài quá tốt lành. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Ở trong Samuel thứ nhất chương 15 câu 22b thì nói rằng sự vâng lời tốt hơn của tế lễ hay là sinh tế. Và chúng ta thấy cuộc đời của Phaolô như thế nào? Rõ ràng đó là một cuộc đời có đức tin làm hài lòng Đức Chúa Trời. Rõ ràng đức tin của ông ấy được ví như một mũi tên bắn trúng hồng tâm. Tại sao? Hãy cùng tôi suy nghĩ nào. Có những lúc ông đã được báo trước rằng khi ông đi đến nơi đó, ông sẽ bị bắt, ông sẽ bị đánh đập, ông sẽ bị tố cáo, ông sẽ bị ở tù. Nhưng Chúa bày tỏ rằng đó là ý muốn của Chúa. Chúa muốn ông phải bước vào trong hoàn cảnh đó vì danh của Chúa. Và ông không màng phúc lợi của mình, ông đã sẵn sàng vâng lời Chúa. Bởi đức tin ông vâng lời Chúa, và ông đi đến cái nơi mà ông biết trước ông sẽ bị bắt, ông sẽ bị đánh đập, bị sỉ vả, chửi rủa đủ thứ hết, và thậm chí có thể ông sẽ mất mạng nữa. Nhưng mà ông đã vâng lời Chúa. Thậm chí có một số người có ơn tiên tri nói trước cho ông biết rằng đừng đi tới lội á. Ông biết, ông không cần mấy người đó nói, ông biết,
ông vẫn cứ tiếp tục đi vì ông vẫn lời Chúa. Cho nên một lần nữa tôi nói với anh chị em, đức tin mà có thể được ví như mũi tên bắn trúng hồng tâm không phải là để chúng ta được cái gì đó ích lợi, cái gì đó để cho cuộc đời của mình hưởng thụ, không phải. Nhưng đức tin ấy chính là cái thái độ vâng phục tuyệt đối đối với ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời của chúng ta. Amen anh chị em. Amen. Amen. Tôi ước ao là tôi và anh chị em sẽ trở thành những con người vâng phục Chúa một cách tuyệt đối. Amen. Không phải là 99% mà 100%. Amen. Tôi ước ao là ngay sau bài giảng này có ai đó sẽ cầu nguyện như tôi đã từng cầu nguyện. Chúa ơi, nếu con không biết rõ ý muốn của Chúa thì thôi, chứ nếu con biết rõ ý muốn của Chúa trong bất cứ một lĩnh vực nào thì con nhất định sẽ thực thi ý muốn đó ngay lập tức vì sự hài lòng của Ngài. Anh chị em có thể cầu nguyện vậy được không? Có cầu nguyện vậy được không? Và tôi cầu xin Chúa giúp tôi và anh chị em có thể thực thi lời cầu nguyện đó, thực thi được cái điều mà chúng ta kết ước với Chúa. Nó không phải là điều dễ, nó là điều khó, nhưng đối với Chúa của chúng ta không có điều gì là quá khó cả. Nếu chúng ta thật sự quyết tâm có tấm lòng thì Chúa sẽ giúp chúng ta làm được. Amen không chị em? Còn rất nhiều điều tôi muốn nói với anh chị em qua chủ đề này, nhưng tôi nhìn lên đồng hồ và thấy là thời gian của chúng ta đã trễ nhiều, cho nên là xin mời anh chị em đứng lên và chúng ta cùng nhau cầu nguyện đáp ứng với sứ điệp.